Cũng để tiếp nối chương trình, hôm nay sẽ cùng với nghệ sĩ Thanh Nhường sẽ gửi đến quý vị với một lớp trích đoạn trong vở tuồng Nguyệt Hậu Dương. Dạ em bị tuột áo rồi. Lần thứ hai xin phép được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị còn có mặt trong buổi tối hôm nay. Chúc mừng mạnh khỏe và xin được một lần nữa xuất hiện trên sân khấu này hát cùng với nữ nghệ sĩ duyên dáng và hiện nay đang rất là hot. Quý vị có biết là Hàn Ni mới vừa rồi đăng quang á quân của một cuộc thi gì không? Hát rất là giống nghệ sĩ Phượng Hằng đúng không? Chính vì vậy cho nên là Thanh Dự xin phép được hát cùng với em ấy một trích đoạn của giải thưởng cải lương mà chị Phượng Hằng cùng với anh Châu Thanh đã rất thành công trong giải tuồng cải lương này. Xin mời quý vị cùng nghe lại hai câu giọng cổ trích trong một giải tuồng cải lương rất quen thuộc và rất nổi tiếng. Xin mời quý vị cùng nghe lại giải tuồng cải lương được mang tên Nguyệt Hậu Dương. Dương Thảo Lan. Ủa kìa, ông là ai? Thưa bà, tôi là một gã ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày khốn khổ? Phải. Ông đến đây làm gì? Ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Không, tôi đến đây không phải để cầu mong bạc tiền hay cơm gạo, mà tôi đến đây để muốn nhìn lại dung nhan của người xưa cũ. Cầm ngay, gã ăn mày hỗn láo. Ông muốn chết phải không? Ông là ai? Ông là ai? Dừng. Xin bà hãy nhìn lại dung nhan của gã ăn mày hỗn láo này, Dương Thảo Lan. Trời ơi, đừng bà. Thảo Lan, đừng bà ơi. Bà ơi, em xin anh chưa tới gần. Tại sao? Tại sao hả Thảo Lan? Tại sao? Bà ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ngô nên đành phải quay lưng cuối mặt chung trời người xưa. Dương Thảo Lan, để cứ quên đi chuyện tình ngang trời. Không, Thảo Lan, cho dù lòng em còn thương. Thảo Lan em, những kỷ niệm vui buồn của ngày thì tại làm sao vừa nhận được anh em lại chẳng được vui mừng. Xin anh hãy xem em như người bối phận, vì hiện tại em là tổng đốc phu. Trời ơi, vậy mà từ bấy lâu nay tôi bị cầm giam trong ngục tù tâm tôi. Tôi cứ sợ cứ lo cho người tôi yêu phải nằm chờ tan đời. Sợ từng cơn gió rít rung làm lúc trời vừa đổ mưa ngâu, làm cho lạc hồng môi tâm bắt biết đêm xanh tóc mây rủ rượi bao nỗi nhớ. Niềm thương cứ rai rứt con tim làm cho ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong. Đêm canh dài tắt thòm thương lòi qua lạnh lẽo chốn cô phòng. Trời ơi, Thảo Lan ơi, nàng là hơi thở đời ta là giọt máu tiên hồng. Dưới những trận rối ròn nát tan thân xác nhưng đâu bằng nỗi rai lòng ta. Ta nóng lòng muốn tìm gặp lại cố nhân nên sau khi thoát chết tịch trở về đây để tìm người yêu. Nhưng có ngờ đâu lầu mộng ngày xưa đã vỡ, người của ta yêu đã trẻ lối sang thuyền. Trường bà ơi, xin anh hãy hiểu cho em. Thảo Lan, Dương Thảo Lan anh
tăng kỷ niệm năm nào. Người lại xác bướm dưới cành làng. Cành làng một sớm qua mau, còn đâu còn em mây bay, còn đâu kỷ niệm năm nào. Xin trả lại người xưa, ôi nghe đau buốt tâm hồn. Cành làng ngày đó ta ôm ấp trọn đời. Trần bao anh ơi đâu phải vì sự giàu sang mà em tay lòng đôi gia phố có tâm sáng quanh lời vàng tứ tình con nghe xưa đáng yêu ra ai tiên thủy chung em bé dạng dường những con cô hai con tàu đã nay nghịch cảnh trở chiếu cho đời dấu bé dù không nói nào tàu ca tiếng sóng em anh nhưng đôi những anh em không đuối già thay lòng. Ba vẫn còn yêu tôi mà tại sao những tâm trẻ lối sang thuyền. Một thôn nữ mất sung sương ngày ngày vết lụa mà hôm nay đã trở thành một tổng đốc phu. Ba ơi cho đến nay tôi mới biết tôi đã lầm đi xây lầu vàng yêu đương trên bài cát. Chỉ tưởng khổ sầu đã làm cho bà tàn phai nhan sắc, nhưng nào ngờ bà vẫn cưới người bên gấm lúa nhàn son. Trương Bảo xin vẫn biết Trương Bảo. Dạ hết. Xin thầy ơi quý vị lắng nghe rất nhiều. Xin thầy ơi. Vâng, một lần nữa xin được thay lời hai đứa em của mình là nghệ sĩ Thanh Dương và nghệ sĩ Honey trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho hai em những cành hoa thân thương.